con mình sẽ khai trương ăn cái đấm rau này. Rau muống. Này đủ ngày nữa các bạn. Cộng bự nhỏ ăn trước. Cái này là mình nhổ luôn. Tại vì ở trong đây mình trồng nó là trong mát. Tại vì nó mát tới nửa. Nó vượt lên không à. Nó nửa ngày à, cho nên nó không. Nó không có nắng. Rửa mấy cọng nè, là thế nào. Giống không? Giống trụ chết không? Nè. Mình sẽ nhổ luôn luôn, mỗi lúc mình trồng cái loại rau khác nó thích hợp ở trong cái mát hơn. Nhổ mấy cây bự. Rau sạch luôn đó các bạn, không thân thuốc. Không thuốc chứ không. Chứ mình có trộn này, mình không có trộn phân luôn. Chứ mình có trộn đất với cho chấu không. Rồi nhỏ luôn con bự rồi, nhỏ này. Rau sạch. Này là chánh cống là rau. Nói sao mày nhỏ gì lụm giống như chó táp vậy. Đâu đó mẹ lựa cái cọng bự ăn trước. Nè. Ừ. Lựa cái cọng bự ăn trước. Ngoài kia con bự ra. Nè. Chứ con nhổ cái nó chuỗi hết là mấy cái cọng nhỏ uổng hết, là như mấy cọng bự nè, đó. Cọng nào bự, cây nào bự mình nhổ mình ăn trước. Lựa mấy cây bự nè. Rồi, được rồi đó. Cái cà nó tốt ghê luôn đó các bạn. Cải ở trong đây mình nhét cái này nó cũng không tốt lắm nữa nè. Nó không, ánh nắng nó không có nhiều. Trên lớn. Này lên gieo lại gì đây? Trồng mấy cái rau mà trong mát với phần thấy rồi đó. Quế nè, lựa mấy cây quế bự ăn luôn coi. Quế giờ chưa ăn được đâu. Được mà. Nó tạo ra được rồi nè. Nè trần ơi, nó thơm ngon lắm à. Mẹ ăn mấy cây này nè. Mẹ tiễn cái cây nào bớt ra đặng biết chi không? Không mẹ, mẹ cái nào bự mẹ nhổ đại đi. À đặng cho nó vượt lên mấy cái kia nó vượt lên. Cho cây cà nó tốt, nó ấm nhét cây cà đây nè. Hai cây cà mình gieo nhiều lắm mà bỏ mình trồng ngoài nắng nó chết. Nó gieo mà cái gì quế gieo tưởng nào nó lên bọn sao gieo cái bích chịch luôn tấn nó gieo cái bích chịch luôn nha giờ tỉa bớt ra nè cái này mẹ ăn được rồi đó cái này thơm ngon ăn cái này là kêu bằng chất lượng luôn à. Bên đây là mình trồng ra giết cá nè các bạn. Cây húng cây hôm bữa mình nổi các bạn nè, mình ăn mình mua ở chợ á, cái mình cà gặm nó lên nè, không có tốt lắm ha, nhưng mà kệ đi, mốt mình tưới phân đó. Cây này mình cũng gặm nó cây mà giúp cá này mình mới trồng thôi, mình này mình xin cây về mình trồng chứ mình không có trồng hạt. Xin chào cả nhà thân thương. Chúc cả nhà có một ngày thiệt là vui vẻ nha. Làm việc tràn đầy sức sống luôn. Hôm nay thì nhà trời mưa nè các bạn. Trời đang găm mà. Sáng giờ cũng có mưa một đám rồi đó. Giờ mới tạnh nhưng mà trời vẫn chưa thấy mặt trời. Hôm qua nay thì chưa không thấy mặt trời đâu hết trơn á. Cứ âm mưa gì đó, mưa âm mưa nó gắt. Hôm nay thì nhà mẹ con mình ăn cơm với gà. Được dì Chúc. Mẹ mình đang bằng gà, được dì Chúc cho con gà. Con gà này thì ở nhà dì nuôi cho ăn rau không các bạn. Đi lụm rau ở chợ á, đi bán, thường thường đi bán cái tan chợ, cái đi lụm rau, mấy rau mà rau mấy cái củ mà hư rồi tao bỏ, đi lụm về cho nó ăn. Nuôi bằng đó không à, ít lúa lắm. Rau găm đó nhỏ vậy này, ăn nó mới thơm này các bạn. Cái rau găm mà lá mà bự chà bá, ăn nó thơm. Cái đó là chỉ bự, rau má nhỏ nhỏ vậy. Mọc sát đất luôn á. Còn mấy rau găm kia mà nó vượt lên giống như cái lao vậy đó. Đó là bự lắm, cọng nó bự lắm. Đó, mình sẽ trồng một bụi sao á mà. Nuôi ngỗng á. Cái dễ trời lửa chứ. Chuối mà cứ non ra mà nó cắn ngang đọt không. Mần gà có nhỏ bạn bán chung nó cho ăn con và mần gà kho với rau găm ăn. Mọi người cùng xem mình làm nha. Mọi người cùng xem mẹ mình làm nha.
cái món này hồi xưa mình cũng thích các bạn ăn nè các bạn, chấm với gà giúp cá nè, dưa leo. Hôm nay mình với mẹ mình ăn không ăn với gà muống nhà chồng. Các bạn thấy con gà nó ăn rau nó vàng khè luôn nè, thấy không, vàng tươi nhớ vàng khè, nó dùng từ thấy ghê quá, vàng vàng khè, đỏ lồm đỏ lẹt, đen thui, xanh thì xanh lè xanh lét, vàng tươi. Chặt con cá ngọt liệm. Giờ vàng dính luôn hả các bạn. Kho hết nguyên con luôn hả bạn. Ừ. Kho ăn. Sáng mẹ đi bán đồ ăn. Để miếng bột ngọt, miếng đường. Nước màu. Mọi người khuyên mình ăn bột ngọt ít, bữa nay mình cũng ăn giảm lại bớt một chút. Bột ngọt nè, đường, muối, cái gì cũng thấy mà sao đường giờ, vừa đủ. Hồi đó giờ thích ăn bột ngọt không mà không ăn đường. Giờ thêm miếng đường. Cái gì cũng là vừa thôi. Không ngọt mà không mặn quá, vừa ăn. Nước màu mình thắng là rất là đẹp luôn. Mỗi lần làm nước màu là phải nhớ. Nước màu mẹ làm. Nước màu mẹ làm. Mỗi lần làm là phải giới thiệu sản phẩm. Cái nước màu này nè. Mình để cái lạng dạng đường ướp vô nó ít đường lại. Rồi ướp nước màu nó hơi nhiều một chút xíu rồi kho từ từ là nó vàng. Nó ăn nó tốt sức khỏe hơn cái vụ thắng nó đen đi. Đó, đó nhiều đó. Cái nồi thì hết. Cái này hết cũng được luôn. Nó dặn ra ngoài hết trơn. Hết cũng được luôn nè, con coi nè. Đó, thấy không? Ở khéo mà con. Đó, khéo léo, di truyền từ mẹ. Khéo mà. Ướp vậy nè, ướp cái màu vậy chứ kho từ từ thấm vàng ngon dữ lắm. Với phần gà nó cũng vàng à. Đó, thấy không? Nè, mình kho gạo găm nhưng mà. Rồi bây giờ mình để nước mắm vô luôn rồi bắt đầu bắt cái phần tỏi với củ hành vô là mình bắt lên mình xào cho săn để nước vô thôi. Để chút xíu nước thôi. Đặng mà xào lên cho nó thơm. 3 muỗng nước mắm nè. Vậy nó ướp về để chút xíu rồi hả, xào cái săn thịt mình để miếng nước vô rồi chụm riu và là sẽ ngon dữ lắm luôn. Rồi để đi, rau mình cũng lặt rửa rồi, chừng nào chín rồi cái này. Mưa buồn rồi, ánh mắt nhìn xa xăm buồn thẫn thờ, nằm thật lâu buồn ngủ lâu nó giúp gì ngoài vì mẹ ăn hiếp hoài à. Nó vô nhà vô đi chết không ta. Tại già nó có ra dầu nữa. Đây ít chứ lỡ tay rồi. Lỡ tay cũng nhiều. Rồi. Để hành tím với tỏi vô. Cho nó vàng để thịt vô. Nào đổ xuống đây hái ra muống này là làm dưa ăn mà. Ừ. Chế vô nó kèo đó, vậy đó. Đồ ăn nó mới ngon. Nó chấm cho mẹ cái bếp khè cho nó phù phù lên cái cầm rồi. hết. Hay không? Hay không? Đó, các bạn thấy gà vàng đẹp ghê không? Thịt ngon lành đó.
thơm quá, thơm quá. Thơm quá trời luôn, quá thơm trời quá. Thơm luôn, trời ơi thơm quá. Thơm quá, thơm quá, quá quá thơm. Thơm quá, quá quá thơm. Thơm quá trời luôn, quá trời thơm luôn, trời ơi thơm quá. Trời sắp sẽ mưa nữa. Rồi mình ăn cơm khô khô. Ủa à, quên cái phái khô khô, cái nấu khô khô không à. Ăn kho rau găm với rau muống sống. Rồi trời mưa rút cát. Xăng rồi đó. Thấy ngon. Quá thơm. Con biết lý do gì thơm không? Tại mẹ nước mắm. Rồi tỏi. Mẹ chế tỏi với hành đó. À, rồi có nước mắm trong đó nó thơm. Nhưng mà con cái có món mà làm mà xào nước mắm là nó sẽ bị khai. Biết món gì không? Món gì? Món tép. À, cái đó lâu nữa. Tép mà mềm ướp, mẹ ướp nước để mắm. Chúng nước gà này non lắm, mình để ít nước thôi. Đó, vậy đó rồi mình riêu lại. Ừ, xả rau muống dễ ăn. Ở ngoài đó mà ngoài nắng mà trồng được. Còn ở trong mát trồng nó cao. Vậy con bỏ vậy. Nó ngọt. Ăn cái này là ăn được hết trơn từ trên tới dưới. Không có bỏ. Ăn này là cường. Đáng lý gà, nếu mà đáng lý gà là mình cắt cho nó lên mình ăn tiếp. Nhưng mà chỗ này mình trộn mà trồng khác. Không trồng rau muống chỗ đó nữa. Trồng tại vì nó gặp quá, nó trong mát á. Trong mát quá nó lên cái nè. Nó không có mập, cộng nó không có mập, nó lên, cao. Lên cao giống chủ. Các bạn thấy, đây con cây này nó hơi mập nè. Chứ nó không mập lắm. Ngay mình bỏ rẻ non quá. Đây mình mua 10.000 hộp được đám đó, đó các bạn. 10.000 hả? 10.000. Rồi, coi nồi quá đã rồi. Đó. Giờ tôi mình kho rau găm mình để vô. Giờ tôi bỏ rau găm vô. Để vô. Nhiều quá ăn nó cũng nóng. Quá quá khó nó bay lên. Kho găm này thì mình bỏ lên chưa. Hả? Ừ. Vậy hả? Rồi giờ để găm vô rồi đó, vậy xong mình tắt lửa. Quá đã, quá đã, quá. Mày ăn bỏ hết hả? Thôi. Mày bỏ vậy. Vừa, vừa ăn vậy được rồi con. Chỗ đó mày làm hết đó. Nhiều không có nhiều quá cái nó bị cay luôn. Duyên trời mới lớn không nên ăn rau găm nhiều. Đó, đó. Đó vậy là mình tắt lửa các bạn chứ không rồi, có tắt lửa đó, đó vậy đó. Chứ mình không có phải kho từ đầu tới cuối. Quá đã luôn rồi, mọi người ơi. Mềm quá đã, mọi người ơi, mọi người ơi, quá đã. Con này mình để mua hộp vịt lộn về mình ăn. Rau này là ăn vịt lộn là ưng ý. Đó. Bạn thấy đã chưa? Khói nó bay lên. Khói nó bay lên. Công nhận thiệt. Thấy chưa? Mọi người nhìn thấy nước màu của mình thắng rồi, giờ mình kho nồi không? Quá ngon. Công nhận thiệt. Ngon quá, ngon quá, ngon quá. Giờ mình múc ra mình ăn nha. Quá ngon mọi người ơi. Bạn thấy màu đẹp ghê không? Thấy không? Mẹ Tấn không có khéo mà điều làm gì nó cũng ngon thôi chứ không có khéo. Ngon thôi chứ không có khéo. Ngon thôi chứ không có khéo. Chứ không có khéo. Ngon thôi. Quyết nữa kìa. Chứ mình không có nói là mình khéo nha. Rồi. Múc mè nữa. Nè, coi mè mình cắt bông nè, thấy chưa? Đó. Mẹ không có khéo nhưng mà mẹ không có giỏi nhưng mà cái gì mẹ cũng biết làm. À đó đó. Rồi mời mọi người dùng cơm với gia đình mình nha. Bữa nay ăn thịt gà kho gì rau găm ăn đã lắm. Tính tính đâu nói gà kho gừng. Chúng kiến nó gừng nữa đó. Rồi mời mọi người đi ăn. Rồi mời mọi người thưởng thức gà kho rau găm. Nãy mèo mình thích nó kho gừng rồi đó các bạn. Chút xíu nữa nó kho gừng nữa đó. Đã chưa, hôm nay ăn có món ha. Với rau dường nè. Mình định bữa nay là mình kho xào xả ớt. Nhưng mà nó thôi để kho rau găm đi, quá lâu rồi không có ăn rau găm. Rau vườn nè, bột chợ nè. À đó, cái gì cũng vườn à, mà rau găm vườn luôn đó đó mọi người. Rau vườn, gà chợ, cái gì? Gạo chợ. Nước trong. Tép đông. Tép đông. Củ sắn, nấm giá, đầu lòng vịt tơ. Chứ ăn mà ngồi làm thơ. Học đâu được câu thơ vậy? Của Dượng, Dượng Úc Hồng. À vậy hả? Dưỡng Úc Dưỡng làm thơ hay quá à. Dưỡng mới trồng clip rau Dưỡng làm thơ đó. Rồi là mẹ thấy rau ngon gì đâu á. Mốt con cũng trồng clip rau cũng làm thơ nè.
mai mốt kêu Dượng dạy đi thơ củ chuối. Ừ, cái gì muốn con làm thơ củ chuối. Ừ, quý dài mẹ có gùi à? Ờ, mẹ mua cái đồ dán gùi rồi. Quyết dai ghê mà. Ừ. Đây mè đây. Đó. Mình là thích ăn mè. Mà té bông, ừ. Nó bông nó không biết bông gì á. Bông sao hả? Sao mày té dày vậy? Nó chắc. Ừ. Ngó mà mẹ mè té xong mà không chắc cho nó nhỏ lại. Không, dày ăn cho ngon. Ăn dễ phê. Ngon quá. Cuốn gao, cuốn gao. Nó bụng. Đó, nó sản xuất gao của con mình trồng nha. Trồng ngạc ngạc gì cũng có ăn rồi đó các bạn. Con mình trồng á. Tính ra cũng trồng cái này cũng tốn công lắm á. Tại vì mình phải trộn đất mà múc lên là trộn lại đó. Tại vì đất cát không à. Ừ. Ngon. Công. À, nó ngọt mà nó giòn. Công mà làm cho mẹ cái đùi nè. Ừ. Cho miếng rau găm nữa nè. Mẹ ăn cái mè rồi. Thêm cái đùi nữa. Thêm cái đùi nữa. Thêm cái phao câu nữa. Ừ. Là hết. Ừ, còn phao câu nữa. Hết gà. Ngon quá. Vừa tới gà luôn. Mình cũng làm cái đùi nữa nha các bạn. Cái đùi vàng ảnh không? Này công của chú Út đi lụm rau với con gà này đó. Ừ, công chú Út đó. Nuôi từ nhỏ đó lớn ăn rau không à? Ngon quá. Rau mà quế nè, mình lấy cái phần non thôi mình ăn cho ngon ngon. Ăn khỏi còn chấm. Ăn không. Nhớ còn ngon. Mốt về xạ cho ăn rồi nè bạn. Mà nó không thơm. Không có thơm. Thơm là còn nữa. Thôi cộng với không? Không, nó thơm rồi. Không á, ý con nói là cái cọng ở dưới đó nó thơm nè. Ăn lá nó thơm, lá về nó thơm mà cọng này chưa thơm. Cọng nó thơm vậy? Đó. Không mặc lên. Nó chưa thơm hùng. Rồi. Ừ, lá nó thơm. Mà mình ăn cái lá dưới có phần... Cái lá nó thơm mà cọng nó chưa thơm. Ngon quá, ăn về mạnh miệng. Nghĩ một chút đi ra giường làm thỏi để cầm dao tiếp nữa. Trời ơi, là làm nó phát nó phải hát mát. Nắng nó làm nó hấp đèn hết. Nắng trồng rau là mình ăn. Nắng cái làm trầm da mình hấp. Trời ơi. Xấu mà bà nó đẹp. Không mà vậy chứ ai cũng khen mà. Tứ đẹp trai. Có mình đã chê chứ ai. Có mình nói mình đã chê con à. Nghĩ gì chứ. Không mà đó. Dòng gụm là tướng ngon ghê. Ngọt ha. Gạo hả? Ừ. Giờ con chồng không chồng. Nhưng mà nó thích ăn quế à. Quế về ăn được. Để mình dọn cái gỗ đó. Mình cầm vô leo mình ăn luôn. Con làm cái vàng. Để đi kiếm cây về con làm cái vàng. Bây giờ hình tháp. Trong nổ bún tướng ơi. Đậu bún đậu vậy? Không biết đâu đó. Đậu bún đậu dài đó. Đậu đũa đó. Đậu đũa. Ừ. Đậu bún đậu biết. Đậu đũa. Trời ơi là đậu bún luôn hả? Ừ. Không mà chồng nó sâu quá. Sâu đục trái á, mình phải thuật thuốc. Ừ. Kiếm thôi là sâu đục chữ trái á, thử nha. Để sau này mà thấy con pha cái thuốc gừng với tỏi với ớt ba cái chung chung lại cái mình ngâm rượu mà xịt tính cho hai cái xài là không lớn luôn để vô phân con gỡ phân đợi nó cái ra mình cục nó mình cục lâu lắm cháu kỳ vậy cục năm tới năm mấy chục năm gì đó nó thấy ở dưới cổ út cái chục năm mới có trái mưa xuống mấy cái dừa tốt rồi dừa cứu được rồi đó đó nó lên rồi đó thấy nó lên đọt rồi cây
cao lên hả? Ừ đó, phải bảo hỏng đòi ấy là uống rồi. À, hai cái trước là con giật cái đọt ở sau ấy luôn rồi. Làm đốn hết hai cây, cây ngay chỗ nó nhãn với cây kia này. Đốn rồi hả? Đâu rồi? Cái chỗ cái thầy nè với cây dấu cái nhãn đó. Dấu cái mô sụ riêng bây giờ hiện tại đó. Sao không đốn gì vậy? Con thấy cái túi đọt này đốn. Cái này tôi không tính đốn mà con thấy nó uổng quá, để nó coi nó sao. À, đốn luôn là bệnh luôn rồi. Ăn rau găm